Hôm nay là mùng 1 rồi, mình xin chúc với ông bà cô chú, các bạn, các em một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hạnh phúc, nhiều sức khỏe nha. Hôm nay mấy cái bông nguyệt quế nó nở ngay này thơm hết sức luôn á. Nở trắng cả một khu vườn. Nhân đi chuyện đạp ống nước. Trắng đẹp. Thơm à. Trời đẹp luôn ha. Anh hửi rồi thơm lắm. Hửi cần hửi nghe mùi. Đúng rồi. Đi gần là nó thơm được nồng rồi. Hửi gần càng thơm. Anh Nhân lỗ mũi anh bị nghẹt. Không có biết mình nói thơm thơm không, đứng không ngớ rồi. Không biết thơm hay không. Cái này nói với bông lài thơm mùi gần gần giống nhau. Chỗ nào cũng rộng, cũng rộng bứng vậy ha. Năm mới mà chị Hai ăn tàu hũ xào ụ que chấm nước tương. Ăn một ngày một ha. Còn nhỏ bạn em là sao? Cái ngày mùng 1 người ta ít có ai mà ăn tương lắm, cho nên giống như là thử thách vậy. Rồi có ai ăn được cái ngày mùng 1 không? Có ngày 1 thì không có ai được. Ngày 1 giống như là thử thách vậy. Má ăn nó dụng hết. Má ăn tương mà ăn dĩa như vậy nè. Cái này là ăn vừa tương mà vừa thanh tịnh nè. Dính dính nè. Bây giờ hấu tráng miệng rồi. Ăn đơn giản. Đúng rồi, không phải đó. À, sao mày nó chạy bạn. Cái gì thịt bò hả? Thịt bò. Cừu heo, cừu heo. Thêm mồi, thêm mồi. Cái này sườn. Sườn non chiên. Thôi. Trời ơi, không được ăn tương mà nói sườn non chiên là tội lỗi lắm. nói nghe cho nó hoành tráng ha. Phải nói là đồ chiên chay. Ừ, mà sao bán được ăn chay mà bán được cái gì đùi gà chay. Dạ. Rồi mực chay, dạ. Rồi tôm chay nữa gì nữa ta. Nói cho nghe hấp dẫn. Tưởng tượng mà ăn hay là gì vậy trời. Tưởng tượng mắc cười quá. Cái gì? Nói nghe cho nó long trọng. Long trọng hơn. Các bạn nào chưa ăn sáng không? Mời nha, còn chén mà. Ăn cơm chay với nhà mình. Mời cả nhà luôn hả? Cả nhà mà có ăn chén. Tượng trưng. Tượng trưng. À đúng rồi, Dung nói hay. Năm mới chị Hai mặc đồ tím. Dạ. Tím cả dòng sông, tím cả hoàng hôn. Đồ tím là chị bé Thịnh á. Cả nhà không ăn hồi nữa, thằng quay tức nó ăn. Trời ơi, sáng em ăn cơm với tương rồi. Sáng là 5 giờ thức dậy rồi, làm rồi. Đâu được mà ngủ thẳng cẳng. 7-8 giờ thức đâu. Tính gà em trai của mình quá giỏi ha ngay. Khổ thế vậy chứ khổ lắm. Giỏi. Tối mọi người đi cô bắn pháo bông, mình còn phải ngồi làm việc. Tính gà anh này là nó mới giỏi cái buổi sáng hôm nay là nó giỏi cả năm luôn rồi. Tư. Trời ơi, bắt tư lên nào. Mới lên cả rồi. Nhậu đi Thí. Rồi, vô. Em anh vô. Ra cái lực này không nhậu được. Chơi vậy mới ngon mày ơi. Năm nay ăn bánh mứt không à? Bánh mứt. Không có cái gà vịt chị chứ. Ở vậy Thí hôm nay nó không cho ăn gà luôn. Ờ, năm mấy năm trước năm nào cũng ra ngoài. Đã nhậu không được sao ăn gà được. Hôm nay mấy cái này nó bự hết trơn rồi, vài năm nữa ăn đám cưới đã luôn. Trời, cháu mà đâu kẹo. Vui.
Vô vô vô. Vô chết tiểu rồi. Đây ạ. Thì bị chết tiểu rồi. Quá phanh nhậu quá phanh. Rồi vô đi, chúc mừng năm mới đi. Quá tiêu rồi hả? Đấy. Ừ. Đâu quá đã khóc cháo chưa chưa tiêu. Năm mới sao bảy mặc đồ lá cẩm vậy? Đồ á. Giờ lại thử thử cái miếng mứt lá cẩm rồi để cho coi. Mứt lá cẩm nó ra mứt rồi. Mứt dừa. Này là lá tô. Màu mứt. Còn mứt này biết màu gì không? Màu lá. Màu mứt rồi biết. Màu 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 tím. Đây. Màu tím này nè. Màu lá cẩm. Qua đậu biết. Nhìn lâu mới biết. Hai chồng đỡ nhau. Đi cái vòng mà có gì đâu mà chứ lúc đầu cầm tự 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 mà nó có lắm gì đi về đó có gì chơi vẫn thoải mái thôi nó nhậu rồi nhớ nhớ cái vụ ông nói hoài hôm nay là không có nhậu. Đây quay quay lại đặng quay ra rồi quay từ từ vô nha ơi. Trời ơi giống đang trường hết sức không. Xin chào cả nhà. Mặc cái áo là đúng luôn á. Đúng luôn á. Đúng ca sĩ luôn á. Bữa nay mình đi diễn miệt vườn mà. Miệt tay miệt vườn. Chỉ còn thiếu cái loài sĩ là giống luôn á. Để đi lượm cái gì đâu cho ra. Chào bà con cô bác được. Rồi đứng hát bài đi. Mà có một cái đeo đồng hồ không có chạy là không có được rồi nha. Chạy rồi mới chỉnh lại chạy rồi. Hát ơi hát ơi. Các bạn thấy chị hai không? Đó. Trời ơi. Kêu thuộc quanh nó đâu em nội. Tại ngày hôm qua kẹt đóng vô ba ly rồi lỡ chớn rồi. Em ơi. Em ơi. Năm mới bây giờ vui quá ra đây ăn ca câu đây. Rồi hát liền. Liền rồi khán giả vỗ tay ơi, khán giả vỗ tay ô. Khán giả vỗ tay có tinh thần hát. Thí là thí á. Vỗ mà bảo hát cái số tôi như đó. Ra gì đâu có vô gì đâu. Thí là thí đâu có vô gì đâu. Vậy hả? Ông nghe thử coi vô gì đâu không nha. Thi đi, thôi thôi Thi ơi đi. Thi ơi hả? Nam dính hai sườn vô, quay mặt vô nè. Vậy ha. Rồi kia quay liền. Bắt đầu nha. 1 2 3 Diễn. Thì ơi anh cứ thật biết sao mình mới còn duyên lời. Vỗ tay. Nay em về đây thoa bao ước nguyện hải đơn. Đây em với bao quay ra liền. Người như gớt gần quá. Em cho đi lại tình xưa cho thiếu nặng ân. Rồi xíu hay quá. Nữa không? Nữa không? Nữa tiếp. Tiếp tiếp. Nữa 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 tiếp đi. Mẹ hát con buồn ngủ à. Ngủ rồi. Vậy là giờ con nói không biết cả lương bữa nay đó. Cả lương đó con, cả lương đó. Vậy là ca tiếp cho con biết cả lương nha. Nó hỏi cả lương là cái gì vậy mẹ đó. Vậy đó. Đó là cả lương đó. Cả lương hát buồn ngủ à. Vậy mới gọi là cả lương. Vậy ca nữa không? Nữa đi. Nữa đi, nữa đi. Vẫn mang chàng xưa ha, lòng say dù gặp đỡ hôm nay. Cái đó em muộn màng. Em về rồi mình bên nhau mãi mãi. Cây lại lửa hồng bên biết lòng tàn. Tập hả? Tập ôi như thôi đừng sống nữa em ơi. Hãy cứ quên đi mà vui sống hết quãng đời còn lại. Xưa cây đăng trái ngang thức của ta. Niềm vui hạnh phúc hôm nay mình diễn trả lại cho ta son sắc ân tình. Dạ. Nhớ bả quá tụi đi diễn đi. Tới 7 kìa, tới 7 kìa. Tới 7 xong tới anh Thúy. Bây giờ bên đây xong rồi tới bên đây. Trời ơi. Nếu mà chưa có được cái nào vô sao mà ra được á. Tới anh Thúy à. Tới Thúy, Thúy. Thúy đó, chơi Thúy. Ca xong khán
ca xong khán giả về chơi rồi. Không biết sao buồn ngủ vậy. Rồi năm mới Tết, anh Nhân đại diện gia đình xin chúc Tết mọi người nha. Năm mới con xin chúc cho bà con cô bác, anh chị, các bạn, các em được nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành đạt. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Happy New Year hả? Happy New Year. Em kêu là Happy New Year. Hay Happy New Year. Chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng nha. Trời ơi, sao chúng đâu kỳ với con. Sáu ơi. Sáu không mất chuyện rồi. Đúng rồi hả? Nhanh vậy. Ủa, tranh thủ ta. Tranh thủ là đấy chứ. Bảy đốt cho dựng sáu nha. Dựng sáu. Đó. Ông bà. Dưỡng sáu. Sáu ơi, sao ổng nghe. Trời, tiếng ai giống dưỡng sáu vậy? Cái này dưỡng sáu con. Dốc dữ lắm. Lên xe lên khó là lúc. Tại nó không có chớn. Mình tới đó mình tới đó là mình tắt máy rồi. Ủa mình hết chớn rồi. Đây, thắng ra, rồi. Ta ra hụ dữ lắm. Còn xe số thì cũng phải trả số lại rồi. Máy số 2 mới được chứ số 3 vô lên cũng không im nữa. Quê hương bây giờ đổi mới quá ha. Nhà cửa khang trang quá ha. Cầu bây giờ là cầu đúc cao bự. Này đó là căn nhà gỗ và căn nhà tường rất khang trang. Mấy năm người ta? 2 năm. 2 năm. 2 năm. Nhưng cái Tết kia nó cũng như 3 năm. Ừ. Cái kia là cái kia là ăn Tết đúng không? Cắt cửa cái tới Tết rồi. Ừ. Đây con chị Ba mới về tới. Nói quá. Nó mới về tới là nó ăn tô cơm mà. Bạn không có chị hơi gì nè. Quấn em. Ờ. Đây chị Ba thành phố đã về tới. Tại ghê. Mấy người kia đi 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 đốt nhang bà con rồi dì hai dì năm rồi. Anh ba đâu vậy? Chị sáu chị năm chị chín. Mà chung hả đi rồi. Đi thăm ngoại bởi vì đi thăm nội rồi. Ai xuống ai với ai xuống má? Thì năm nhà đi đó năm năm sáu. 2, 9, 9. Này giỏi gì trời. Hôm nay hai đứa cháu nó giỏi quá trời luôn không? Bữa chén đồ. Vậy chứ. Nay ngày ta càng lớn rồi. Rồi. Mấy hôm nay thì gần Tết, rồi sát Tết rồi. Trời gió rất là mát. Tại vì còn không có bao lâu nữa là gặt lúa. Thường là tháng giêng á. Gặt lúa xong là bắt đầu mùa thả diều, là bắt đầu là gió nhiều lắm. Bây giờ là gió rất là mát. Nhưng mà bụi, lá cây rồi nó cũng rất là nhiều nữa. Sớm giờ phái nữ mới đi chơi ở ruộng về đây. Thấy chị hai, thấy chị hai năm mới không? Ủa anh Nhân đâu chị? Chị Nhân kìa. Đi giữa đường mới đủ chia rồi. Dạ.
Ngày tới cuối đâu cần bún. Ủa vậy hả? Ăn vậy nó hao chứ gì. Tới cuối vậy cuốn thôi. Không. Cái này cuốn đâu cần bún. Vinh ơi, cuốn bún không cần bún luôn. Ăn thịt thôi. Chờ nghe mùi tự nhiên chảy nước miếng em nội. Rồi đừng chảy vô cái hũ hơi. Hơi hũ à. Từ đó giờ mấy chục năm rồi, Tết mùng 1 năm 2 với anh Tư chắc là 2 chuyến số. Cơm thử miếng gì cho con này. Sắc nè. Ghê lắm á. Ngồi xuống đi. Vậy đó, giỏi đó. Hết giỏi đó ha. Chỉ sắc như hủ tiếu rồi đó vậy đó. Nhưng mà này nó cứ ngắt hà thôi. Nó cứng như hủ tiếu. Cái dao hơi lục hả? Nó như cái miếng vậy đó. Nó miếng đó nó đây giờ thủ luôn bì nữa. Bì luôn. Có bữa nào á? Cái bữa 29 vậy hả? 30 chứ. Ủa 29, tại vì 30 có bánh tét. Đêm qua đó, hôm qua có bánh tét. Cô Út cái này dài, cô Út ơi, dài nè. Cho nó gọn, không có dây. Mà gói thì đẹp quá. Tay làm hầm nhai luôn, công nhận luôn. Một người sắt là 5-6 người nhai luôn. Thôi, mình đi vô trễ quá, cái này nhai rồi nè. Công nhận là chị Năm sắt đồ khét quá. Tay không làm hầm vẫn nhai. Vẫn mới ngon. Trời sao cái bụng dữ vậy hả? Mới vừa làm sáng giờ mới có một chén cơm rất dạ. Ăn sáng sáng rồi sao? Thức dậy 5 giờ sáng làm chuyện tao rồi đã. Ê, ăn chay đi nha. Ăn chay. Dẫn ớt đi. Đừng bóc thịt vô mà. Dạ ớt. Chỉ xong rồi tao phá về giới. Ăn cơm khô rồi. Ừ. Ăn miếng này đi. Ơi, thức dậy giờ cũng bị thịnh con điện ngủ rồi cái lồm cồm rồi vậy. Ngủ chứ. Ăn miếng, ăn miếng. Thôi được rồi. Ăn không nổi. Kêu đá bây giờ nó kêu. Có miếng ăn đây đây. Sáng giờ thấy tình hình dân chúng người ta ăn Tết không? Vui vui. Thí dụ mình vô ăn lương rồi vậy đó. Là có sung túc đồ không hay là dữ không? Không thấy mai nữa chở đầy. Dữ luôn rồi. Bấm mứt rồi. Nè, làm miếng ơi, làm miếng, làm miếng nữa. Sao nào mà làm bỏ em giặt rồi. Được không? Được không? Không mới luôn. Khô chưa? Mềm. Ủa đây nè. Cao cá đi. Bắp bò ngâm nó nóng. Tết à, không có mặn gà mặn vịt, mình ăn bắp bò ngâm nước mắm. Ăn cũng mà món này kìa. Rồi đi ạ à. Chúc mọi người đi. Đi. Được con ăn cái gì ngon rồi ba hộp tới đi. Có để đi đợt 2 chứ đi đợt 1 không lo không trễ à. Không quấn rồi ăn cơm. Cuốn mẹ rồi. Gà cơm rồi. Vợ chồng nó vừa mãi chưa? Nó cuốn cơm rồi. Nó thấy vừa mãi chưa? Về thì chưa lắm. Nhưng mà giờ nó có mãi không? Gọi nó thử coi. Gọi nó thử, nhiều khi nó đi về bên Tấn sao? Kế bên à. Kế bên mà. Nó xỉn rồi. Cấp báo quân ta nó tay kéo tới. Quân ta đang tới thì gần ngộ nha. Đường bên này ít đi lắm, đường bên đây lấy cho những người nhà bên đây người ta đi, còn nhà bên kia đi rồi bên kia. Nắm cửa đi đâu đây? Tấn, cái nắm cửa đi đâu? Thì cái này một cái con cá được mạnh mẽ nha.
giấy xíu, tôi giấy to nè. Tôi giấy lớn vậy là treo. Ở nhà đứa em nó đãi ăn cái gì đây, bò xào củ hành. Chắc bữa nay về hành nó thấy mình nó mới nhớ nó thêm đường vô đó. Không thôi, không thôi là mặn chát rồi. Cái nhậu gì nhậu phụ thứ rồi. Dạ. Mình ăn cái gì? Đẹp quá vậy đó hả? Sáng giờ nó ăn xong đó rồi trời. Hả? Con kéo trong đó. Bò. Uống nước hả? Trời ơi, bữa nay mình bò mặn. Mặn bò hay sao? Sao? Từ à. Cũng rất là viên chặt. Hôm nay là gì? Hôm nay cũng rất là viên chặt. Con rồi. Ăn mà anh ba. Rồi giáo. Mà anh ba uống với anh ba nha. Uống chung luôn nè. Chung. Ăn luôn ngủ cái đi. Vô. 50 trời ơi, đồ ngủ gì đó biết là đẹp tới đồ ngủi nước rồi. Chưa tới rồi. Rồi ngồi ăn luôn em ơi. Cho món lẩu luôn đi cưng ơi. Cái gì đó. Cho món lẩu với trái cây trắng miệng luôn. Lấy miếng thịt kho luôn, thấy đang chấm đâu gọng này. Có trắng miệng rồi nè. Lấy nước với hộp vịt ra quậy quậy ra là chấm được rồi. Trao lụa. Có tiêu quá. Không, mày vào chỗ cho anh Tèo. Ok. Hello, hello, xô anh Giá. Ủa chị ba ăn bánh tét chạy cuốn kìa. Kìa cắt cho ba ăn với lớp đảo luôn. Đảo này tao không có mỡ. Đảo. Lụm cái bánh dục qua đây coi. Cái nào? Đó. Bánh tét chạy Vinh. Bánh tét chạy cuốn. Hai bị bánh hết ô nữa nè. Trời, bác hai đem qua đó hả? Rồi. Rồi cúng má mà, cúng má cúng ba. Để tránh cúng đi ba. Giúp. Đâu rồi? Cắt một đoạn vài em phanh thôi, rồi này cắt cho thử ơi, gấp thôi, thử ơi. Cái này là của chị ba thèm ăn cho nên chị Năm mua về cho mình chị ba ăn hà. Ở đây à, không thích ăn bánh tét chà cuông. Lại bánh tét chà cuông nó không có nước cốt dừa. Sao màu đỏ? Màu gấc. Lá gấc. Hiểu không? Rồi thôi. Bánh tét nhà gói không thèm bánh tét chà cuông. Thằng giời. Hột vịt muối, cục mỡ với đậu xanh. Ba ăn cơm anh à? Ăn đi ba. Dạ, không được hơn ăn đi. Chạy cuốn là có mình chị ba ăn thôi à. Rồi cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ video của mình nhé. Chúc các bạn có một mùa xuân thật đẹp và thật vui tươi hạnh phúc. Mình hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha.